Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 9 biến đổi này. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 9 biến đổi này. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 có thể các bạn đang trải qua một cái giai đoạn mất mát hoặc là nhớ về những quá khứ đau buồn gì đó. Một số bạn có thể có những cái nỗi đau nhức nhối trong chuyện tình yêu, tình cảm. Hoặc là có thể một số bạn đang trải qua một cái giai đoạn gọi là thất bại trong công việc chẳng hạn. Thấy các bạn có rất là nhiều nỗi tâm sự giấu kín ở đây. Hiện tại có thể là bạn rất là khao khát một cái sự gọi là trọn vẹn, hoặc là có thể các bạn đang rất là muốn có một cái sự gọi là tốt tươi, hoặc là cuộc sống của mình nó sẽ được an toàn, sẽ được bảo vệ, hoặc là mọi thứ mà bạn mong muốn nó sẽ đến với bạn một cách nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn, suôn sẻ hơn. Dạo gần đây có thể một số bạn các bạn xem rất là nhiều những tin tức nước ngoài, cho nên các bạn cũng có rất là nhiều những cái cảm xúc xúc động, hoặc là đồng cảm ha. Ở đây mình thấy có thể là dù cho bên ngoài cuộc sống như thế nào, dù cho mọi thứ nó có sự gọi là mù mờ ra sao, thì mình thấy là các bạn vẫn được bảo vệ an toàn bởi ơn trên. Việc của các bạn bây giờ là hãy có sự gọi là tập trung vào những gì trước mắt ha, tập trung vào những gì xung quanh cuộc sống của mình và tập trung vào chính mình, tạo nên cái không khí vui tươi hạnh phúc trong cuộc sống của các bạn. Bớt nghĩ về những cái điều phiền toái, những cái điều mất mát, bởi vì khi mà bạn nghĩ quá nhiều thì có thể nó sẽ xâm lấn, nó sẽ gọi là tấn công vào cuộc sống của các bạn. Cho nên các bạn hãy tập trung vào những điều tích cực nhất ha. Đây mình thấy các bạn là những người có thể rất là sôi sục, có sự nhiệt tình, có sự sôi nổi, rồi có rất là nhiều ý tưởng, có những cá tính độc đáo riêng của chính mình và có khả năng quan sát rất là tốt. Bạn là một người có khả năng thích nghi cao độ ha. Mình thấy dù cho có mọi thứ có sự gọi là dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà các bạn vẫn ở trong một cái trạng thái vô cùng gọi là an nhiên, hoặc là có thể phát triển chứ không có rơi vào cái giai đoạn gọi là kiệt quệ như người khác đâu. Bạn rất là may mắn. Một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn là một người có thể khát khao việc học ngoại ngữ hay gì đó, hay cứ học đi ha, cứ trau dồi, cứ phát triển, cứ thể hiện hết những tài năng thiên bẩm mà bạn có, đừng có lãng phí nó. Bởi vì mình thấy có thể trong tương lai các bạn sẽ có rất là nhiều cánh cửa được mở ra các bạn, giúp cho bạn có thể nâng cấp chính mình cũng như nâng cấp tài chính của các bạn đó. Mình thấy có thể là bạn không hề cô đơn cô độc trên hành trình của mình. Các bạn luôn được quý nhân hỗ trợ, hoặc là luôn được ơn trên giúp đỡ cho các bạn, để bạn có thể có một cái sự gọi là thăng cấp hơn nữa. Dạo gần đây các bạn có thể hơi bị nóng trong người, cho nên các bạn nhớ uống nước đầy đủ ha. Bên cạnh đó hãy có một sự kết hợp hài hòa, gắn kết hòa đồng thân thiện với những người xung quanh, tránh tranh cãi mâu thuẫn. Hãy tạo cái bầu không khí vui tươi, tích cực nhất, và đẩy xa những cái giai đoạn đêm tối trong cuộc sống của các bạn ở đây. Các bạn đừng lo lắng về tương lai quá nhiều, cũng như đừng có nhìn về quá khứ, và hãy tập trung sống ở hiện tại. Hiện tại mới có thể tạo ra tương lai tươi sáng. Còn hiện tại các bạn không vững vàng thì có thể là không thấy được tương lai luôn đó. Mình
Mình thấy có thể có một cái người mang năng lượng nữ, đây là một người có thể cũng khéo ăn khéo nói, hoặc là một người cũng đã trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn khó khăn mất mát như các bạn, nhưng mà họ đã thành công. Có thể họ sẽ truyền cảm hứng, nâng đỡ tinh thần, hoặc là hỗ trợ mở mang con đường cho các bạn để bạn có thể mạnh mẽ tiến lên ha. Rồi để mình xem qua vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào cái tháng 9 biến đổi này ha. Vũ trụ muốn các bạn hãy biết rằng bây giờ là lúc các bạn phải xem xét cái nội tâm sâu sắc khi mà bạn chờ đợi một cái ý tưởng nảy nở và phát triển ha. Có thể là bạn đã gieo hạt giống và đôi khi thời điểm thiêng liêng đòi hỏi một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi khi mà mọi thứ nó lên cái đỉnh điểm và chín mùi. Hãy có một cái sự đừng vội vàng hấp tấp, hãy có sự cân bằng và chậm lại thôi. Và ngoài ra thì ơn trên có sự rọi sáng con đường cho các bạn. Hãy lắng nghe trực giác của mình để bạn có thể có được những hướng dẫn rõ ràng nhất. Và đừng căng thẳng nhìn thấy những gì bạn không thể nhìn thấy ngay bây giờ. Thay vào đó bạn hãy tập trung vào sự hiểu biết bên trong của mình và những gì mà bạn có thể nhìn thấy được. Hãy cho phép trực giác giúp cho các bạn có thể có được những ánh sáng nhẹ nhàng trong mọi việc. Bạn hãy tin tưởng vào chính mình ha. Đây là thời điểm các bạn sẽ có một sự phát triển mạnh mẽ về cái vấn đề trực giác tâm linh. Có thể sẽ có những cái giấc mơ tiên tri. Hoặc là các bạn đang ở trong một cái trạng thái, một cái quá trình giảng dạy chữa lành của ân trên dành cho các bạn, một cái khóa học tâm linh dành cho các bạn. Cho nên các bạn có thể cần phải bình tĩnh và soi xét nội tâm, hoặc là nhìn rõ mọi vấn đề trong tình huống này, trong cuộc sống của các bạn một cách rõ ràng nhất. Các bạn có thể hơi rơi vào những cái giai đoạn ảo tưởng, sợ hãi. Thì các bạn phải triệt tiêu nó và buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình hoặc là về cuộc sống. Và bạn chính là tia sáng đó, bạn chính là ánh sáng, bạn có khả năng truyền hy vọng sáng ngời và bóng tối nha. Và đã đến lúc các bạn phải nuôi dưỡng và bảo vệ ánh sáng của mình. Hãy có một cái sự gọi là thực hiện theo sự chỉ dẫn của tâm hồn các bạn. Hãy tử tế với những người trong cuộc sống của mình và lan tỏa tình yêu thương, sự chữa lành và lòng trắc ẩn dù cho bạn ở bất cứ nơi đâu. Các bạn là những người có những cái sứ mệnh đặc biệt. Là những người có thể gieo mầm ánh sáng tình yêu thương cho thế giới, cho cuộc sống này bằng cái tấm gương cũng như bằng những cái điều thiết thực tốt đẹp mà bạn làm. Một số bạn có thể các bạn là những lightworker ha, là những chiến binh ánh sáng. Cho nên là bạn hãy tin rằng cái ánh sáng độc đáo của bạn sẽ được chấp nhận, ngay cả khi những người khác họ không hiểu ha. Tuy nhiên thì mình thấy là những gì mà bạn làm, những gì mà bạn cố gắng sẽ được ghi nhận, sẽ được ghi công. Và công việc tốt đẹp, thiện lành của các bạn đang thắp sáng cuộc sống của các bạn cũng như mọi người xung quanh. Cố gắng đừng để bản thân của mình bị người khác làm mờ đi ánh sáng của các bạn nha. Các bạn được nhắc nhở hãy có một sự kết nối với cộng đồng, với những người tích cực ngay trong thời điểm này. Hoặc là bạn có khả năng sẽ nâng cao hoặc là mở rộng cộng đồng của mình. Những người có cùng tần số sẽ có sự gọi là hỗ trợ các bạn, cộng hưởng năng lượng để tạo nên những giá trị tốt đẹp. Một số bạn ở đây các bạn đang đánh giá thấp cái sức mạnh của sự kết nối trên hành trình nha. Hãy có một cái sự gọi là kết nối lại và loại bỏ những cái sự phán xét chỉ trích trong thời điểm này. Ở đây mình thấy đã đến lúc các bạn có sự gọi là bám rễ vào cái niềm hạnh phúc và niềm vui chung trong khi bạn đang từng bước xây dựng ước mơ các bạn nha. Và hạnh phúc và niềm vui chính là cái chìa khóa biến ước mơ của bạn thành hiện thực đó.
Cho nên là hãy tập trung vào những cái niềm vui và tập trung kết nối với những người tích cực. Bởi vì khi mà bạn làm được cái điều đó thì cái sự thịnh vượng sẽ đi kèm với hạnh phúc, sức khỏe và sự giàu có. Ở đây mình thấy trong thời điểm này các bạn sẽ có khả năng phát triển về mặt tâm linh rất là mạnh mẽ. Và các bạn sẽ chứng kiến được rất là nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống này. Và các bạn hãy biết rằng các bạn được kết nối với nguồn năng lượng và ân sủng của vũ trụ. Các bạn sẽ được ơn trên giúp cho bạn có thể vượt qua những cái bất an một cách đầy yêu thương. Và bất kỳ những cái lời khẳng định tích cực nào mà bạn đang cố gắng thực hiện, thì các bạn sẽ có khả năng gọi là thu hút nó đến với các bạn. Và vũ trụ muốn bạn biết rằng bất kỳ bạn là ai, bất kỳ bạn ở đâu, các bạn đều được yêu thương từ trong ra ngoài. Và ngoài ra thì hãy tin tưởng rằng tâm hồn của bạn rất là rực rỡ nha. Và ngoài ra hãy tin vào trực giác của các bạn, bởi vì nó sẽ dẫn đường cho các bạn tiến bước vào cái hành trình dành cho các bạn ở đây. Và hãy nâng cao cái lòng biết ơn của các bạn. Bởi vì cái lòng biết ơn sẽ giúp cho bạn có thể tăng cái sức mạnh của mình theo cấp số nhân đó. Hãy học cái cách sống trong cái trạng thái lòng biết ơn. Và ngoài ra, hãy có một sự gọi là từ bỏ những cái nguồn năng lượng tiêu cực hoặc là những cái hành động không tốt cho bản thân mình, tinh thần và sức khỏe của các bạn. Đừng có sự gọi là cảm thấy thiếu thốn hoặc là tự ti hoặc là có sự đánh giá thấp chính mình trong thời điểm này. Tất cả những điều đó nó chẳng giúp ích được gì cho bạn hết. Thay vì vậy, hãy thể hiện lòng biết ơn cho những gì mà mình đang có. Thì cái sự thịnh vượng, sự dồi dào của bạn nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ đó. Đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn cần phải có một cái sự thay đổi rồi ha. Các bạn đang trong quá trình của sự tiến hóa và các bạn đang đứng bên bờ của nhiều điều kỳ diệu đang diễn ra. Các bạn sẽ có một cái sự phát triển về cái vẻ đẹp bên trong và bên ngoài của mình, cũng như nâng cao cái niềm tin của mình. Các bạn đang bước vào cái giai đoạn của cái chu kỳ cái chết và sự tái sinh, có một cái bước đột phá lớn, nó sẽ được mở rộng ở đây. Các bạn giống như một chú bướm xinh đẹp cần phải thoát khỏi cái cán của mình, và trong cái giai đoạn tháng 9 này là cái thời điểm mà các bạn phải thoát cán rồi. Hãy chọn một cái con đường mà bạn được thúc đẩy và đồng thời phát triển bản thân của mình theo cái hướng nâng cấp hơn, chứ đừng ở mãi trong một cái vùng an toàn, vùng giới hạn. Thì các bạn sẽ luôn gọi là ở trong một cái vùng khiến cho bạn cảm thấy có một sự thiếu thốn nhiều hơn. Bạn càng mở rộng thì bạn càng cảm thấy thỏa mãn, hài lòng với những cái thành tích, những cái thành công mà bạn đạt được. Hãy có một sự lập kế hoạch cho cái hành trình của các bạn và bắt tay vô thực hiện nó. Bởi vì cái sự chuyển đổi này là hoàn toàn cần thiết cho cái sự phát triển, sự thể hiện và thu hút những cái điều mới mà bạn đang tìm kiếm đó. Hãy xem xét coi mình muốn gì, mình muốn trở thành ai, hoặc là mình muốn trở thành một có một cái cuộc sống tốt đẹp như thế nào. Thì bạn có thể sẽ tạo ra được cái sự thay đổi, chuyển biến lớn cho cuộc đời của mình. Các bạn đang ở trong trạng thái của sự tái sinh, sự đổi mới và sáng tạo tự phát, cho nên hãy tận dụng cái thời gian này. Và hãy biết rằng cái tài sản lớn nhất của bạn đó là sự kết nối tâm hồn mà bạn tạo ra với người khác. Và những cái điều mà bạn tạo dựng và nuôi dưỡng vào thời điểm này nó sẽ mang lại cái sự thay đổi hiệu quả cho cuộc sống của các bạn. Có thể là bạn sẽ có được những cam kết lâu dài, những cái quan hệ đối tác chiến lược đều dựa trên cái sự tin tưởng, tình yêu, sự tôn trọng và sự thống nhất các giá trị. Và đã đến lúc tích cực kêu gọi các đối tác hợp tác bước vào cuộc sống của các bạn rồi. Sẽ có những người cố vấn hoặc là khách hàng hoặc là bạn mới hoặc là những người yêu thích các bạn, họ sẽ lần lượt đến với các bạn trong thời điểm tháng 9 này đó. Cho nên có thể bạn sẽ có sự kết nối cộng đồng rất là nhiều, cho nên hãy thể hiện cái sự ân cần, chu đáo, hòa đồng, thân thiện. Đừng có để cái sự nóng nảy, bốc đồng của bản thân khiến cho mình mất đi hình tượng trong mắt mọi người. Thậm chí một số bạn là tình yêu, mối quan hệ tình yêu lãng mạn sẽ bước vào cuộc sống của các bạn khi mà bạn biết thể hiện lòng tốt cũng như lòng biết ơn, cũng như sự chia sẻ.
và các bạn biết những gì bạn muốn và không muốn. Hãy có một cái sự trao đổi cởi mở trung thực với mọi người ha. Khi mà hành động của bạn nó phản ánh cái sự trung thực thì những cái mối quan hệ mà bạn mong đợi bạn sẽ tìm thấy, và những người hoàn hảo nó họ sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm. Vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 9 biến đổi này? Hãy lùi lại dành một khoảng thời gian để có thể chiêm nghiệm cuộc sống của mình ha, và tìm ra cái ý nghĩa, mục tiêu, mục đích sống, cũng như có thể nhìn lại những gì đã qua để rút kinh nghiệm cho bản thân của các bạn. Thời điểm này mình thấy có thể là bạn, như mình nói, bạn sẽ tạo ra rất là nhiều cái sự kết nối cần thiết ha. Cùng có tầm nhìn hướng đi và có một cái sự gọi là vững chắc. Mọi người sẽ tạo nên một cái sức mạnh lớn ha, cho cuộc sống này tốt hơn, hoặc là cho những kế hoạch, dự định, dự án gì đâu các bạn, nó sẽ phát triển. Hoặc một số bạn ở đây, thí dụ như các bạn muốn học ngoại ngữ hay gì đó, thì có thể sẽ có những cái người bạn, có thể bạn nên tham gia những cộng đồng liên quan đến những cái vấn đề này, để bạn có thể có những cái người hỗ trợ các bạn về mặt tinh thần cũng như tài liệu vân vân, học hỏi ở những người khác. Và đồng thời những lời cầu nguyện của nhiều người sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái vấn đề mà các bạn mong muốn nó được hiện thực nhanh chóng hơn đó. Cho nên hãy có sự hài hòa kết hợp với mọi người để cùng cầu nguyện cho những vấn đề chung. Có thể trong tháng 9 này có nhiều cái vấn đề gọi là mệt mỏi trên thế giới lắm, cho nên là có thể hãy cầu nguyện nhiều hơn ha, bởi vì nó sẽ giúp ích cho cái vấn đề của bạn nó được giải quyết. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn, đây là thời điểm các bạn có khả năng nâng cấp được cái sự ăn nói, sự duyên dáng, sự thông minh, sự đỉnh đạt, sự sôi nổi, sự nhiệt tình và những ý tưởng độc đáo sáng tạo của các bạn. Đây là cái thời điểm để bạn có thể gọi là vươn lên và nâng cấp cũng như thành công, hoặc là tạo nên một cái giá trị riêng, hoặc là tạo nên một cái thương hiệu riêng cho chính mình rồi. Cho nên đừng có chần chừ, ngần ngừ, do dự ha. Và đừng có sự bỏ cuộc, chán nản nếu như bạn bị thất bại một cái khoảng thời gian nào đó, bởi vì đôi khi đó chính là cái điều để rèn luyện các bạn tốt hơn, hoặc là hãy biết rằng những cái sự từ chối là cái sự bảo vệ dành cho các bạn. Trước bất kỳ những cái vấn đề nào, các bạn cũng phải suy nghĩ thật là kỹ ha. Và đồng thời một số bạn ở đây có thể các bạn sẽ có được những cái điều sáng láng nào đó để bạn có thể làm rõ ràng được cái con đường của mình, hoặc có những cái giải pháp thiết thực, hoặc có những cái quyết định thiết thực cho cuộc đời của các bạn. Như mình nói, các bạn cần phải cẩn trọng trong ngôn từ, lời ăn tiếng nói. Đặc biệt những bạn nào nổi tiếng đó, các bạn còn phải kỹ hơn nữa ha. Thời điểm này các bạn có một sự kiểu không trau chuốt, hoặc là không gọi là suy nghĩ kỹ trước khi nói, thì rất là dễ gây ra những cái vấn đề ảnh hưởng đến bạn cũng như là người khác, hoặc là ảnh hưởng đến công việc của các bạn đó. Và hãy có sự chọn lọc thông tin để các bạn tránh gọi là đưa ra những thông tin sai lệch nha. Bởi vì các bạn có khả năng có sự ảnh hưởng đến một cộng đồng mà, cho nên bạn đưa ra thông tin sai lệch thì rất là dễ khiến cho mọi người có những cái sự gọi là kiểu hiểu lầm. Và các bạn sẽ phải là cái người nhận lấy cái hậu quả. Ở đây một số bạn, các bạn có khả năng là sẽ có một sự hay nhớ về những quá khứ, những cái kỷ niệm cũ. Thì đó cũng là cái cơ hội để bạn có thể nhìn lại một chặng đường đã qua, và để rút kinh nghiệm cho những gì mà mình đã sai phạm, hoặc là đã gọi là vấp phải, để mình có thể trưởng thành hơn cho cái thành công tương lai ha. Và hãy nhớ về những người đã hỗ trợ giúp đỡ các bạn, nhớ về tổ tiên ông bà ha. Có thể các bạn cũng nên tạo nhiều kỷ niệm hơn với người thân các bạn, những người thân thương các bạn, những người yêu thương các bạn, bởi vì đó là điều cần thiết. Bởi vì các bạn sẽ cảm thấy biết ơn bởi vì các bạn biết tạo kỷ niệm trong thời điểm này đó. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là nếu như các bạn đã từng có những cái trải nghiệm đau thương, tổn thương liên quan đến tình yêu, có những hiểu lầm trong lời ăn tiếng nói, thì có thể các bạn sẽ có một cơ hội để có thể kết nối lại với cái đối tượng đó, để hai người có thể giải quyết vấn đề giữa hai bên và làm rõ câu chuyện này.
Và nếu như các bạn có thể gọi là giải quyết và có thể gọi là làm rõ hoặc là có sự gọi là thỏa thuận gì đó thì có thể tình yêu này nó sẽ tiếp nối được. Hoặc là có thể một số bạn nếu không giải quyết được thì đây sẽ là cái thời điểm các bạn sẽ buông bỏ những cái mối quan hệ không phù hợp để bạn có thể bước tiếp. Một số bạn ở đây có tin vui về con cái đó, nếu như bạn đang trông chờ trông đợi và hãy thể hiện cái lòng yêu thương, cái sự hiếu thuận nhiều hơn trong thời điểm này, đó là điều cần thiết để tạo nên cái sự thành công cho các bạn. Và hãy dành những cái phút thời gian quý báu của các bạn cho những cái lúc mà bạn vui chơi thoải mái an nhiên. Đồng thời một số bạn ở đây hãy quan tâm đến con cái của mình nhiều hơn hoặc là con cháu của mình nhiều hơn, ở bên cạnh chúng nhiều hơn, dạy dỗ quan tâm và hỗ trợ để có thể trở thành một cái người tốt để chúng tránh có những cái suy nghĩ sai lệch. Thời điểm này có thể một số bạn sẽ hơi nóng tính, hơi nóng bốc đồng cho nên các bạn nên biết kiểm soát. Bởi vì giai đoạn này bạn gây cho người khác cái sự tổn thương sẽ rất là, nó đi sâu vào con tim của họ sẽ rất là khó quên đó. Cho nên là mình hãy tránh, tránh gây ra những cái điều mà mình sẽ hối tiếc sau này, để không có học bài học nữa. Và những kế hoạch gì đó của bạn sẽ hoàn thành đó. Cho nên là nếu như bạn muốn lên dự án, kế hoạch gì đó bạn thực hiện, trong việc phát triển và khả năng ăn nói, diễn đạt, giao tiếp tự tin của mình, hoặc là cái kỹ năng tài năng gì đó của các bạn, hoặc là học ngoại ngữ, hoặc là phát triển mở rộng công việc của mình mang tầm quốc tế hay gì đó, thì bạn sẽ làm được đó. Sẽ có những quý nhân hỗ trợ hoặc sẽ có những cái tài liệu thông tin cần thiết cho các bạn ở đây. Tuy nhiên hãy có một cái kế hoạch rõ ràng chứ đừng có hành động một cách vội vàng hoặc là bộc phát thì rất là dễ thua thiệt. Và ngoài ra thời điểm này cũng là cái thời điểm các bạn nên có sự thanh lọc bạn bè nha. Để không thôi có thể là bạn sẽ bị tổn thương hoặc là mất mát do những cái người bạn này mang lại đó. Hoặc là nhắc nhở những người trẻ tuổi trong gia đình các bạn cẩn thận trong cái việc chọn bạn mà chơi nha. Bất kỳ những cái suy nghĩ hoặc là những hành động nào đó để kiến tạo hòa bình trong cuộc sống của bạn sẽ tạo nên một cái rung động giúp cho hòa bình thế giới được lặp lại ha, mình thấy là như vậy. Nếu như các bạn đang mong ước cái điều này, đây là thời điểm các bạn bước vào cái giai đoạn lãnh đạo cuộc sống của mình hoặc là cái giai đoạn tiên phong dẫn dắt con đường hướng đi cho người khác ha. Và mặc dù có thể là bạn đã có nhiều thất bại nhưng mà mình thấy thời điểm này các bạn giống như là thiên thời địa lợi nhân hòa để bạn có thể tiến đến cái thành công dành cho các bạn đó. Cho nên là hãy biết tận dụng thời gian, cơ hội cũng như trí tuệ mình đang có được, cũng như cái sự hỗ trợ từ ơn trên. Đây có thể một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân, kết hôn, đính ước, hoặc là có thể có sự ký kết hợp đồng, hoặc là có thể là các bạn đã hứa thì các bạn phải làm cho bằng được ha. Còn nhắm mình không làm được thì đừng có hứa, đừng có dễ dàng hứa với một ai đó ha. Cho nên là hãy thận trọng trước những lời hứa hoặc là những cái lời nói gì đó để tránh mình bị mất uy tín trong mắt mọi người ha. Đặc biệt là trong tình yêu cũng hãy có sự chọn lựa kỹ lưỡng để tránh có một sự gọi là rung động mạnh mẽ rồi chọn đại hoặc là chọn sai người thì sẽ rất là tiếc nuối trong tương lai của các bạn đó. Đặc biệt có những bạn trẻ ở đây mình thấy thể là bạn bị rung động con tim vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà hãy có sự dành thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh có những vấn đề có con ngoài ý muốn nha. Và tháng 9 này các bạn cẩn thận với nguồn lửa hoặc là nhớ bảo vệ làn da của mình đó. Vũ trụ muốn các bạn hãy có sự chăm sóc bản thân của mình nha, và hãy tập thể dục cũng như là các bạn đang trong cái giai đoạn đánh thức cái trí tuệ bên trong của các bạn. Hãy trân trọng sức mạnh và ý nghĩa của nó. Và đồng thời hãy tin tưởng và trực giác của các bạn trong thời điểm này nó sẽ dẫn cho bạn đi đúng hướng. Đây là thời điểm các bạn nên cân bằng năng lượng của mình. Ngoài ra hãy có một cái sự sẵn sàng tiếp thu những cái ý kiến hoặc là những cái kinh nghiệm mà người khác mang đến cho các bạn.
Ngoài ra thì có thể các bạn nên có một sự chú ý đến vẻ ngoại hình của mình nhiều hơn ha, bởi vì nó sẽ giúp ích cho công việc của các bạn đó. Hoặc là giúp cho các bạn có thể dễ dàng thu hút được tình yêu đến với mình. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là trong cái thời điểm tháng 9 này là cái giai đoạn sinh sôi nảy nở mạnh mẽ trong cuộc sống của các bạn. Cho nên bạn nào mong muốn có con có thể là đây là thời điểm tốt để các bạn có thể có tin vui về con cái nha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 9 biến đổi này. Và đây nhận ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là yêu thương gia đình, cha mẹ ha, rất là khao khát có thật là nhiều tiền. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng rất là khao khát có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Các bạn là những người rất là thân thiện, hòa đồng. Và đồng thời các bạn cũng là một người rất là tự lập ha. Các bạn không có thích nhờ vả người khác. Đặc biệt có thể các bạn chỉ muốn cho mà các bạn không có muốn gọi là khiến cho ba mẹ buồn chẳng hạn. Nói chung là các bạn rất là muốn có tiền để có thể giúp đỡ cha mẹ các bạn. Và ngoài ra thì có thể một số bạn ở đây các bạn làm việc vô cùng cực lực, chăm chỉ. Bên cạnh đó có thể bạn cũng rất là dung hòa, vui vẻ với mọi người xung quanh. Các bạn cũng khả năng là những người rò giỏi nhưng mà rất là khiêm tốn. Các bạn có một cái đức tin vô cùng lớn lao. Một số bạn ở đây có thể các bạn có đạo giáo, hoặc là bạn rất là thích nghiên cứu về tâm linh, về tinh thần, về tôn giáo, về văn hóa vân vân. Các bạn là những người có kiến thức. Và đồng thời ở đây một số bạn các bạn đang hướng về cái sự gọi là sống thiện lành hoặc là tu tập khá là nhiều ở đây ha. Các bạn là những người rất là yêu thiên nhiên, cây cảnh, môi trường. Các bạn là những người có một cái sự kiểu đảm đang, tháo vát trong cuộc sống của mình. Một người có một cái trái tim yêu thương và dung dưỡng ha. Và rất là nhân hậu. Ở đây mình thấy trực giác của bạn sẽ rất là nhạy bén. Hoặc là đồng thời cái kiến thức của bạn, khi mà bạn trau dồi mà học hỏi nhiều hơn thì bạn sẽ ngày càng gọi là thành công và giàu có hơn đó. Cho nên là hãy lắng nghe những gì được thúc đẩy trong trái tim của mình. Nếu như bạn mong muốn học hỏi, phát triển cái gì đó, phát triển bản thân cá nhân của mình thì hãy làm đi, đừng chần chừ ha. Bởi vì tương lai của bạn sẽ rất là sáng sủa về vấn đề tiền bạc đó. Và ngoài ra cũng có khá là nhiều người cũng thích học hỏi ở các bạn. Hoặc là có thể các bạn cũng sẽ tạo nên một cái cộng đồng lớn. Hoặc là có sự gọi là được rất là nhiều người yêu thương và quan tâm. Rồi để mình xem bên vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào cái tháng 9 biến đổi này ha. Đây mình thấy các bạn có thể là làm việc nhiều nhưng mà bạn cũng nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình các bạn. Họ chính là chỗ dựa tinh thần, là cái kho báu của các bạn đó. Hoặc là những người yêu thương các bạn, những người bạn tích cực, những người có cùng chí hướng các bạn. Đừng khép mình, đừng có sống kiểu như là cô độc quá ha. Hãy kết nối với nhiều người hơn để tạo nên sức mạnh, cộng hưởng ha, tạo nên những cái điều ước trở thành hiện thực nhanh chóng, hoặc là tạo nên những ước mơ. Những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống nó được gọi là lan tỏa mạnh mẽ. Dạ gần đây có thể bạn thấy rất là nhiều con số lập 333 đó. Đây là thời điểm các bạn không nên ở một mình nữa, mà đã đến lúc các bạn phải kết nối, tạo kết nối ha, tạo mối liên hệ, hoặc là giao tiếp với nhiều người, hoặc là kết nối với những người cùng tần số với các bạn rồi, hoặc là có sự gắn kết với gia đình rồi. Như mình nói đó, tháng 9 này vũ trụ muốn bạn có một cái sự hợp tác, kết nối với những người thân yêu, những cái người có sự gọi là tích cực như các bạn, có cùng chí hướng với các bạn. Hoặc là bạn có khả năng được vũ trụ kết nối bạn với những người như vậy ha, để có thể tạo nên những cái điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống này hơn. Và cái tài sản lớn nhất của bạn đó là sự kết nối tâm hồn mà bạn tạo ra với người khác.
Và những cái điều bạn tạo dựng và nuôi dưỡng vào thời điểm này sẽ mang lại cái sự thay đổi hiệu quả cho cuộc sống của các bạn đó. Có thể là bạn sẽ thu hút vào trong cuộc sống của mình những cam kết lâu dài, những mối quan hệ đối tác chiến lược. Và những cái điều này đều dựa trên sự tin tưởng, tình yêu, sự tôn trọng và sự thống nhất các giá trị. Và đã đến lúc các bạn thu hút được những cái đối tác này đến vào cuộc sống của các bạn rồi ha. Sẽ có rất là nhiều quý nhân đến hỗ trợ giúp đỡ cho cái sự phát triển thăng tiến của các bạn đó. Hãy có sự trao đổi, cởi mở và trung thực với mọi người. Khi mà bạn có sự hành động một cách trung thực thì bạn có thể là sẽ thu hút được những cái mối quan hệ mà bạn mong đợi được tìm thấy. Những người hoàn hảo họ sẽ xuất hiện vào đúng cái thời điểm. Tháng 9 này là cái tháng mà các bạn đến lúc để bạn có thể thể hiện cái sự trọn vẹn, sự sáng tạo và ánh sáng đa dạng của riêng mình. Hãy sống theo cái cảm hứng của các bạn và lựa chọn cái lối sống mà bạn mong muốn. Các bạn sẽ có sự gia tăng là cái sự rạng rỡ, sáng chói. Đây là thời điểm các bạn sẽ có sự gọi là bao quanh mình với những thứ, những công việc và những người truyền cảm hứng cho các bạn. Đồng thời có thể bạn bước vào cái vai trò là cái người tạo dựng cuộc đời của mình. Bạn không được tránh xa ánh đèn sân khấu tiềm năng nếu muốn tỏa sáng, phát triển và mở rộng như kết nối với những người mà bạn khát khao ha, hoặc là kết nối tương lai của mình với thành công. Và bạn hãy biết rằng bạn chính là cái nguồn cảm hứng đó, bạn là một người sáng tạo. Bạn biết chính xác điều gì khiến cho bạn mỉm cười và nhận ra điều gì thắp sáng các bạn. Cho nên các bạn hãy chọn sống vui vẻ và hãy có một sự gọi là trở thành một cái ngọn đuốc sáng cho mọi người. Đây sẽ là cái thời điểm bạn thể hiện tài năng của mình và có khả năng một số bạn sẽ trở thành một người khá là nổi bật, nổi tiếng nha. Nếu như các bạn đang khao khát cái điều này. Hãy làm nổi bật cái khả năng của chính mình. Bạn chính là một người sáng tạo ngọt ngào trong mắt của vũ trụ đó. Và mọi người mà bạn có sự kết nối, họ đều mang một cái thông điệp hoặc là ý nghĩa đến cho cuộc sống của các bạn á. Nha. Cho nên hãy nhìn thấy ánh sáng của mọi người. Và ngoài ra ở đây thì mình thấy là có thể các bạn sẽ có một cái nhìn tốt đẹp hoặc là yêu thương hoặc là không có phán xét phê bình nữa. Các bạn có thể nhìn thấy được những điểm tốt của người khác và bạn tạo nên cái sự hòa bình cho cuộc sống của các bạn hơn. Đôi khi có những cái tấm gương sáng từ người khác, họ có sự khơi dậy bên trong bạn những điều tốt đẹp. Giống như người ta thành công, người ta đạt được một cái thành tựu gì đó khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc lây, bạn cảm thấy ngưỡng mộ và bạn cũng khao khát được giống như họ. Thì những gì mà bạn khao khát, bạn sẽ có khả năng cộng hưởng và phát triển trở thành một người như vậy. Cho nên hãy tìm ra những cái điểm sáng nhiều hơn là những cái điểm tiêu cực ở người khác. Khi mình thấy mọi thứ có sự tích cực thì cuộc sống của mình nó cũng sẽ tích cực. Kể vậy. Ở đây có thể là trong cuộc sống của bạn có những cái sự xác nhận hoặc là những cái lời khuyến khích từ bên ngoài, nó giúp cho bạn rất là nhiều trong cuộc sống, giúp cho bạn có thể được trấn an, giúp cho bạn có thể cảm thấy mạnh mẽ để bạn có thể có động lực phát triển. Tuy nhiên đôi khi có những lời bình luận kém duyên, những cái lời nặng nề khắc nghiệt cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn rất là nhiều. Cho nên các bạn còn phải có sự giữ vững lập trường, phải có sự bền chắc về mặt tinh thần để bạn không có bị tác động quá nhiều ở bên ngoài, khiến cho công việc của bạn, sự sáng tạo của bạn nó bị tắc nghẽn nha. Các bạn hãy cố gắng rèn luyện trở thành một người khen không mê, chê không bực. Thì bạn mới có thể đi đường dài trong cái sự nghiệp của mình được. Hãy loại bỏ những cái tiếng ồn bên ngoài khi mà nó không mang lại cho bạn cái niềm vui. Bạn có thể đeo tai nghe vào ha, thắp một cái ngọn nến trong trái tim của mình, hòa theo cái nhịp trống yêu thích của các bạn và thư giãn. Và cái món quà độc đáo để có thể nhìn theo thế giới theo cách riêng của bạn sẽ hướng dẫn các bạn. Để bạn có thể có được cái sự phát triển hoàn toàn, không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái tiếng ồn bên ngoài nữa. Để đến lúc các bạn phải chấp nhận và đón nhận, hãy học cách cởi mở một cách ân cần với tất cả những cái điều đó. Những lời tán dương và khen ngợi, tình yêu thương từ người khác, sự giúp đỡ khi điều đó đến và sự hỗ trợ bất thường hoặc là bất ngờ xác nhận rằng vũ trụ đang mở ra cho các bạn. Hãy nhận lấy đó, bạn xứng đáng có được cái điều đó. Và đôi khi có thể những sự trợ giúp này nó không đến như cách mà bạn tưởng tượng, nhưng mà hãy yên tâm rằng nó sẽ xuất hiện, nó sắp xuất hiện rồi trong tháng 9 này.
Ngoài ra thì mình thấy có thể là như mình nói, các bạn sẽ có những cuộc gặp gỡ tình cờ với những người quý nhân hỗ trợ các bạn trên cái hành trình của các bạn. Và ngoài ra, các bạn đừng cố gắng kiểm soát kết quả hoặc kiểm soát cái phép lạ mà vũ trụ mang đến cho bạn sẽ diễn ra như thế nào. Bởi vì nó khiến cho bạn bỏ lỡ những cái điều kỳ diệu nhỏ sẽ đến thay những cái điều kỳ diệu mà bạn nghĩ ha. Cho nên là hãy cởi mở để đón nhận những cái lựa chọn, những cái điều mà bạn mong muốn đến với bạn một cách bất thường nhất nha. Hãy có một sự chấp nhận bản thân của mình, chấp nhận giá trị của mình. Và đồng thời hãy có một cái sự ý thức quyết liệt rằng mọi thứ của cuộc sống của các bạn nó đang được cải thiện. Và trong tháng 9 này, phép màu đang đến với bạn thông qua một cái sự thay đổi đã bắt đầu. Mọi thứ sắp thay đổi và bạn đang ở đúng nơi, đúng thời điểm. Và khi mà bánh xe số phận quay, nó mang theo một số phước lành đáng kể. Bạn có thể sẽ thấy mình ở giữa cái vòng xoáy may mắn. Bạn sẽ được ban tặng một cơ hội tuyệt vời để có thể tiếp cận và giành lấy thành công cho mình. Và đừng có ngần ngại bước vào một cái điều gì đó mới mẻ. Và đồng thời hãy có sự gọi là hoan nghênh cái sự tự hoàn thiện của chính mình với những cái trải nghiệm mới lạ gì đó trong cuộc sống của các bạn. Cuộc sống của bạn đã đến lúc các bạn phải nâng cấp, phải nâng bản thân mình lên một tầm cao mới rồi. Hãy sẵn sàng đón nhận thần may mắn và chào đón tương lai của bạn với niềm tin và lòng dũng cảm. Bởi vì vận may tình cờ sẽ đến với những người dũng cảm như các bạn đó. Tháng 9 này các bạn hãy thể hiện cái lòng biết ơn nhiều hơn nha. Bởi vì đây chính là cái chìa khóa để bạn mở ra cái kho tàng quý báu hoặc là cái cơ hội may mắn đối với các bạn đó. Hãy có lòng biết ơn, hãy suy nghĩ tích cực và làm mọi thứ với một cái tư duy đúng đắn. Mỗi lần mà bạn có sự biết ơn ha, và bạn có sự cố gắng hành động đó mỗi ngày, nó giúp cho cái điều mà bạn mong muốn được gia tăng theo cấp số nhân đó. Và ngoài ra hãy buông bỏ những suy nghĩ quá tiêu cực, lo lắng, sợ hãi trong cuộc sống của mình, tập trung vào lòng biết ơn và những gì mình gọi là đang được ơn trên ban cho. Thì mình thấy có thể là bạn sẽ thu hút được rất là nhiều những cái phước lành may mắn về tài chính đó nha. Ở đây mình thấy trong tháng 9 này các bạn có vận may về tiền bạc đó. Một số bạn ở đây làm việc quá nhiều, còn phải có sự nghỉ ngơi, thư giãn. Đừng có ôm đờm quá nhiều thứ, áp lực, căng thẳng, khiến cho bạn cảm thấy tinh thần bất ổn, rồi khiến cho các bạn không có tập trung vào cái ước mơ của mình. Và khiến cho bạn có thể, cái may mắn của bạn nó bị chệch hướng. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn nhớ, gọi là nhớ có sự gọi là bảo vệ sức khỏe của các bạn, cũng như gia đình của các bạn nha. Đặc biệt là con cháu trong nhà đó, cái vấn đề về sức khỏe cần để được lưu tâm trong cái tháng 9 này đó. Một số bạn ở đây mình thấy là có thể bạn lao tâm lao lực quá mức, bạn không chú ý đến sức khỏe thì rất là dễ đổ bệnh, hoặc là những người thân yêu trong gia đình, cha mẹ rồi đó, cho nên nhắc nhở mọi người vấn đề này. Hoặc là có thể bạn sẽ chứng kiến khá là nhiều những vấn đề như là bệnh tật ở trên thế giới đâu đó. Cho nên là mình cũng phải ý thức bảo vệ bản thân cũng như gia đình các bạn. Cái vấn đề gọi là ăn uống nha. Mình thấy cái vấn đề ăn uống nó rất là nổi trội trong thời điểm này. Ăn chín uống sôi, ăn quan tâm đến vấn đề vệ sinh thực phẩm. Và ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc. Và đừng mang vác nặng quá, họ sẽ bị đau lưng, đau xương khớp rồi đó. Nhớ tập thể dục nhưng mà đừng có quá gắng sức, gắng gồng thì sẽ rất là mỏi mệt. Giai đoạn tháng 9 này các bạn nên chú ý quan tâm sức khỏe của cha mẹ. Hoặc đây là thời điểm để các bạn có thể báo hiếu cha mẹ của mình đó. Một số bạn ở đây mong ước có con, mình thấy có tin vui về con cái nha. Nếu như bạn đang mong chờ, mong đợi, một số bạn chọn luôn tụ 1 với tụ 2. Giai đoạn này có thể một số bạn đã từng trải qua cái giai đoạn khó khăn về tài chính, áp lực, mệt mỏi về tiền bạc. Thì có thể trong cái tháng 9 này sẽ là cái thời điểm gọi là khép lại cái chu kỳ đó ha, để mở ra cho bạn một cái giai đoạn gọi là nó sung túc, đủ đầy, dư dả, thịnh vượng hơn. Tiền bạc của bạn nó có sự gia tăng so với giai đoạn trước. Sự kiên nhẫn của bạn được đền bù xứng đáng, hoặc là có khả năng trong tháng 9 này
những cái nguồn đầu tư của các bạn nó có sự tăng giá, đặc biệt là vàng. Thế là như vậy. Ngoài ra các bạn còn phải có một cái sự sống ngay thẳng và có trách nhiệm. Một số bạn ở đây thì có thể là các bạn phải tuân thủ theo pháp luật ha, để tránh có những cái sự ảnh hưởng liên quan đến vấn đề pháp luật, hoặc là có thể một số bạn có những cái tin tức gì đó liên quan đến vấn đề thừa kế trong thời điểm này đó. Ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ có tiền, nhưng mà có thể các bạn cũng sẽ phải có những cái vấn đề như là đóng tiền cho những cái hợp đồng, cho những cái giấy tờ, sổ sách gì đó, thì các bạn nên thực hiện cái nghĩa vụ này nha. Hoặc có thể một số bạn, các bạn có tiền, các bạn sẽ trả hết nợ. Và ngoài ra thì các bạn có thể là cũng sẽ có một sự phát triển được cái khả năng ăn nói, sự khôn ngoan, sự tự tin, diễn giải trước đám đông, có khả năng diễn đạt tốt ha, và có thể cũng được rất là nhiều người cân nhắc, hoặc là kiểu như là họ có sự nâng đỡ các bạn chẳng hạn. Ngoài ra thì hãy luôn suy nghĩ kỹ trước khi các bạn bung tiền ra, bởi vì nếu bạn không suy nghĩ kỹ, hoặc là bạn không tính toán cẩn thận, hoặc là chi tiêu cẩn thận, thì rất là dễ bị thụt tiền đó. Có tiền mà mình phải biết đầu tư khôn ngoan. Giai đoạn này các bạn không nên đầu tư rủi ro mạo hiểm. Sẽ có những cái lời mời gọi đầu tư gì đó, nhưng mà hãy cân nhắc lại kỹ lưỡng lại. Nhìn thế giới dạng vật xung quanh mình, tình trạng suy thoái kinh tế đang diễn ra, cho nên là đừng có nghe lời người khác nói, mà hãy xem cái quá trình, hoặc là tìm hiểu thông tin để tránh bị thiệt hại. Ở đây mình thấy có thể một số bạn có vấn đề sức khỏe thì cũng sẽ được chữa lành thôi, nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh ha. Tốt nhất là mình nên phòng bệnh thì sẽ hay hơn. Ngoài ra đây cũng là thời điểm các bạn cũng nên thanh lọc bớt bạn bè, những người bạn không tốt. Tránh tiếp xúc quá nhiều những cái người tiêu cực, là mất đi cái sự tập trung của bạn vào những phước lành. Ở đây mình thấy có thể là bạn có đi đến những nơi đông người gì đó, các bạn nhớ đeo khẩu trang để nó an toàn sức khỏe. Bởi vì tháng 9 này như mình nói có khá nhiều những cái vấn đề bệnh tật lây lan đó. Đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến dạ dày tiêu hóa, hoặc là bệnh cảm đâu đó ha. Cảm cúm rồi đó. Và hãy làm những gì mà trực giác của bạn mách bảo, hoặc là có những cái điều gì đó mà trực giác của bạn cảm thấy không ổn thì tốt nhất mình đừng làm ha. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn muốn học ngoại ngữ hay gì đó thì cứ học đi, bạn sẽ thành công đó. Hoặc là bạn muốn mở rộng công việc của mình, mang tầm quốc tế gì đó, hoặc là xin việc ở một công ty nước ngoài gì đó, mình thấy sẽ đậu á. Bạn nào thất nghiệp sẽ kết thúc cái giai đoạn thất nghiệp đó nha. Đây giai đoạn các bạn vươn lên đó. Nhưng bạn cũng phải cố gắng rất là nhiều nha. Kiên nhẫn chứ không có phải là kiểu như ngồi chờ sung rụng. Nhưng mà các bạn sẽ có đạt được cái thành quả xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ công bỏ sức. Ngoài ra các bạn có sự hướng về sự tu tập, sự hướng thiện thì có thể bạn tạo nhiều phước đức, giúp ích rất là nhiều cho bản thân bạn, cho gia đình của bạn và tổ tiên của bạn nữa đó. Số bạn ở đây thì mình thấy là có thể có tin tức từ người thân ở nước ngoài, hoặc là bạn nào muốn đi nước ngoài làm việc hay gì đó thì nên cân nhắc, nên tìm hiểu kỹ để tránh có những cái bước đi sai lầm sau này. Một số bạn có thể có sinh nhật của bạn hoặc là người thân của bạn trong cái tháng 9 này, thì mình chúc các bạn sinh nhật vui vẻ, thành công và đạt được nhiều thành tựu, ước mơ trong cuộc sống ha. Và có thể một điều ước gì đó của bạn sẽ được hoàn thành trong tháng 9 đó. Hoặc có thể một số bạn sẽ tiến đến giai đoạn kết hôn, hoặc là có khả năng có những cái sự kết nối gần gũi với người yêu và lên kế hoạch kết hôn chẳng hạn nha. Có tin, có hỷ sự, hoặc là có thể các bạn cũng sẽ đi đám tiệc sinh nhật, đám cưới khá là nhiều trong giai đoạn tháng 9 này. Các bạn hãy quan tâm nhiều hơn đến vẻ bề ngoài của mình, chăm chút cho cái thể hình của mình, cho cái khuôn mặt, cho vóc dáng của các bạn. Bởi vì nó cũng sẽ giúp rất là nhiều cho công việc của các bạn. Bởi vì mình thấy trong tháng 9 này một số bạn sẽ kết nối rất là nhiều người, cho nên hãy quan tâm nhiều hơn đến vẻ đẹp của các bạn, cũng như vẻ đẹp bên trong bên ngoài đó.
Và đồng thời có thể bạn sẽ đứng trước rất là nhiều những cái suy nghĩ, những cái lựa chọn gì đó, thì hãy có sự cân nhắc, dành thời gian để suy nghĩ chứ đừng có hấp tấp. Và ở đây mình thấy các bạn có được cái sự hạnh phúc nè, có sự trọn vẹn, và các bạn có khả năng có sự thỏa mãn, hài lòng, nở nụ cười trên môi. Số bạn chọn tụ 2, tụ 1 rất là đông đó. Có thể trong tháng 9 này có hai người mang năng lượng nam. Hai người này có thể có những cái tác động hỗ trợ gì đó cho các bạn, và một người mang năng lượng nữ. Người nữ này thì có thể họ là một người bao dung, nhẹ nhàng, từ tốn, nhân ái, và là một người rất là thông minh và có kiến thức cũng như có trực giác cao. Có thể họ sẽ cho giúp cho bạn có thể nhận rõ ra một cái điều gì đó ở đây. Và hai người mang năng lượng nam, một người đầu tiên là người có sự sôi nổi, nhiệt tình, thông minh, điển trai, có khả năng lãnh đạo, khéo ăn khéo nói. Người thứ hai là một người mạnh mẽ, lý trí, kiên cường, quyết liệt, dứt khoát và có tầm ảnh hưởng, và đồng thời gọi là một người có khả năng đưa ra chiến lược hoặc là rất là hiểu biết về luật lệ. Có thể những người này họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ gì đó cho các bạn ở đây trong vấn đề về luật pháp, giấy tờ, hoặc là nâng cấp tinh thần, động lực cuộc sống. Số bạn có thể được thăng quan tiến chức, được lên chức, được mọi người gọi là ủng hộ hoặc là công nhận những cái sự đóng góp, sự thành tích của các bạn. Giai đoạn này những người lừa đảo vẫn còn tồn tại và vẫn còn phát triển nha, cho nên các bạn hết sức cẩn thận với những cái chiêu thức lừa đảo, cuộc gọi lừa đảo đang trở nên ngày càng phổ biến rộng rãi trong thời điểm này, đặc biệt những cái người lợi dụng là cơ quan nhà nước, cơ quan thuế rồi đó, làm việc trên điện thoại, bấm liên liên kết gì đó là lợi dụng, là lừa đảo nha, cẩn thận để tránh bị mất tiền nha. Ở đây mình thấy có một cái vấn đề gì đó liên quan đến kiếp trước của các bạn, nó sẽ ảnh hưởng trong cái tháng 9 này. Và cội rễ của bạn trên hành tinh này rất là mạnh và sâu ha. Và một số rễ nó đã neo bạn vào những ký ức quá khứ từ thời xa xưa. Các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự gọi là chú ý đến cái vấn đề này để bạn có thể nhổ bỏ nó, để bạn không có bị ảnh hưởng nữa. Thời điểm này thì mình thấy là bạn có khả năng làm có được những câu trả lời cho những cái vấn đề gì đó trong quá khứ của các bạn. Các bạn sẽ có được những cái nhận thức sâu sắc, hiểu biết rõ ràng thông qua những tình huống, những bài học. Và có thể có những nỗi sợ gì đó nó hiện về, nhưng mà bạn sẽ có thể gọi là đối diện và giải quyết triệt để. Bạn hãy cầu xin ơn trên giúp đỡ cho các bạn. Để bạn có thể gọi là giải quyết những cái nghiệp nợ, những cái vấn đề đã tồn đọng rất là lâu, hoặc là những ám ảnh, những lo lắng gì đó của các bạn. Thì có thể là nó sẽ được hoàn thành, sẽ kết thúc những cái vấn đề tiền kiếp gì đó của các bạn ở đây. Hoặc một số bạn có những nỗi sợ về lo âu về vấn đề bệnh tật, hoặc là lo âu về vấn đề tài chính, tiền bạc. Thì có thể trong tháng 9 này các bạn sẽ kết thúc được cái điều đó. Bởi vì bánh xe số phận nó đang quay rồi ha. Và nó sẽ cuốn những cái điều đó rời khỏi cuộc sống của các bạn, và các bạn có được cái hạnh phúc trọn vẹn ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 9 biến đổi này. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 hiện tại có thể các bạn đang trong cái thời điểm là dành thời gian để cân bằng, và cũng như dành thời gian để có một sự lấy lại được năng lượng của mình, hoặc là không có muốn ồn ào náo nhiệt quá, muốn có một cái sự lùi lại ha, để chiêm nghiệm, để suy ngẫm về cuộc sống, hoặc là dành thời gian để nghỉ ngơi. Đây các bạn là những người có cái sự gọi là thông minh, khôn khéo, là những người có trực giác rất là mạnh mẽ. Đồng thời hiện tại có thể là bạn cũng đang đối mặt với khá là nhiều những cái bất ổn gì đó, những lo lắng, nỗi sợ các bạn. Các bạn có thể là đang rất là mặn nề, cảm thấy rất là bất lực, hoặc là cảm thấy có rất là nhiều những vấn đề cần phải thực hiện, choáng ngợp và bận rộn.
Đây có thể do sức khỏe của bạn không được tốt, cho nên bạn muốn có sự gọi là dành thời gian cho chính mình nhiều hơn để hồi phục sức khỏe, năng lượng, tái tạo sức sống ha. Thì mình thấy sức khỏe của bạn đang dần ổn định tốt hơn, nó đang trong quá trình phục hồi đó. Ngoài ra thời điểm này các bạn nên đi dạo ngoài thiên nhiên nhiều hơn, hít thở không khí trong lành, chăm sóc cho tinh thần của bạn. Khi mà tinh thần của mình ổn định thì cái thể chất của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Và có thể dạo gần đây các bạn thấy rất là nhiều chim chóc ha, xung quanh cuộc sống mình, hoặc là có sự kết nối với rất là nhiều động vật trong môi trường xung quanh. Thời điểm này có thể bạn hơi bị đuối sức, tuy nhiên bạn có thể lấy lại được cái sức sống, sự nhiệt tình, sự vui vẻ, sự hào hứng bằng cách kết nối với đất mẹ, kết nối với hoa lá cây cành, đó là điều cần thiết, cũng như giữ cho tinh thần của mình được yên ổn, tránh xa những cái sự xô bồ hoặc những cái sự gọi là phiền nhiễu ở bên ngoài cuộc sống này. Tập trung vào cái điều mình muốn, hoặc là một số bạn đang muốn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, tri thức gì đó thì có thể đây cũng là thời điểm tốt để bạn có thể thực hiện cái điều đó. Dạo gần đây bạn thấy rất là nhiều con số lập 222 ha. Thì dù bạn có đang trải qua những khó khăn vấp váp hoặc là lo lắng suy nghĩ mù mờ về tương lai, không biết mọi thứ sẽ ra sao, nhưng mà hãy biết rằng mọi thứ nó sẽ tốt đẹp thôi, kết quả nó sẽ thuận lợi cho các bạn thôi. Cho nên là hãy giảm bớt căng thẳng và hãy để cho bản thân của mình được thư thái, thư giãn nha. Vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 9 biến đổi này? Dường như có những điều gì đó đến với cuộc sống của các bạn để giúp cho bạn có sự hoàn thiện chính mình đó. Hoặc là bạn có thể là được nâng cấp trực giác rất là cao, hoặc là bạn có khả năng đang phát triển cái thể hiện được cái sự gọi là nâng cấp khả năng chữa lành, hoặc là cái sự điều độ nhẹ nhàng, hài hòa trong chính mình hơn. Các bạn đang bước vào cái không gian mới rồi. Cái sự mới mẻ, cái sự đổi mới này nó phải diễn ra. Cho nên là đôi khi trước khi mình bước vào không gian mới thì mình phải có đầy đủ sức lực ha, tinh thần, thể chất tốt đẹp. Cho nên cái việc mà bạn lùi lại là điều hết sức cần thiết. Hãy làm những gì bạn cảm thấy vui nhất ha, hoặc là đây cũng là thời điểm mà bạn có sự nuông chiều bản thân, cho bản thân của mình được thưởng thức những món ăn ngon, hoặc là nên, nhưng mà có sự kiểu như là cẩn thận cái vấn đề ăn uống một chút để tránh cái sự gọi là bị rối loạn tiêu hóa nào đó. Ăn chín uống sôi, ăn đúng giờ đúng giấc. Vũ trụ muốn báo cho bạn biết là một cái giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của bạn sắp kết thúc và một cái khởi đầu mới sắp đến rồi. Và cái chu kỳ sinh tử tự nhiên này nó sẽ mang lại cái sự kết thúc tích cực cho một cái chu kỳ hoàn thành được chờ đợi từ lâu. Những cái kết thúc gì đó trong cuộc sống của bạn là không thể tránh khỏi và nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Các bạn được nhắc nhở là hãy có một sự gọi là chấp nhận ha, và có sự rút kinh nghiệm cũng như chuẩn bị tinh thần cho những cái điều mới mẻ. Ở đây. Đây là thời điểm các bạn hãy sẵn sàng thực hiện một số nâng cấp và sự hoàn thiện chính mình. Bởi vì đó chính là cái chìa khóa cho sự chuyển đổi này. Một cái sự tiến hóa dẫn đến cái sự gọi là phát triển tiếp theo. Hãy từ bỏ con người cũ, từ bỏ những cái lối sống cũ kỹ hoặc là những cái suy nghĩ hạn hẹp để bạn có thể tái sinh vào một cái cơ hội mới phi thường hơn. Và không bao giờ là quá muộn để bạn có thể bắt đầu một cái điều gì đó mà bạn khao khát, ước mơ và đam mê nha. Tháng 9 này sẽ là thời điểm các bạn sẽ có một cái sự chiến thắng tuyệt vời. Các bạn có khả năng là sẽ có những cái buổi lễ kỷ niệm để có sự tưởng thưởng cho bản thân của mình. Hãy cố gắng làm hết sức mình nha, cho cái điều bạn muốn. Và hãy tìm kiếm những cái chiến thắng bạn đã đạt được và tập trung vào mọi thứ mà bạn đã thành công. Khi mà bạn tập trung vào thành công thì bạn sẽ tạo ra nhiều cái thành công hơn nữa. Hãy có sự nhìn về một cái chặng đường phát triển của bản thân và cảm thấy hào hứng cũng như cảm thấy có sự biết ơn bản thân của mình và tôn trọng chính mình. Đừng đánh giá thấp bản thân của các bạn, bởi vì bạn không biết được bạn là một người giỏi đến mức nào đâu. Chỉ có ơn trên mới biết và các ngài đang hỗ trợ để bạn có thể khai triển hoàn toàn, phát triển hoàn toàn, hoàn diện chính mình đó.
Và hãy hít một hơi thật sâu và chấp nhận một cách duyên dáng và chân thực sự thật rằng bạn đang đi đúng hướng và sẵn sàng khuấy động để tạo nên những cái chiến thắng rực rỡ. Hãy có một cái sự gọi là hòa đồng thân thiện với mọi người hoặc là kết nối với những người cùng chung chí hướng, những người mang nguồn năng lượng tích cực giống như các bạn. Để được gọi là cộng hưởng năng lượng hoặc là có được cái sự trợ giúp về mặt tinh thần ha, hoặc là về những cái kiến thức mà bạn cần. Ở đây thì mình thấy là các bạn khi mà có một sự biết mở rộng cái kết nối nhiều hơn với những người cùng tần số, các bạn có khả năng là sẽ có được nhiều niềm vui và đi kèm với những cái sự thịnh vượng, sự hạnh phúc, sự giàu có đó. Đã đến lúc các bạn phải có một sự gọi là bám rễ vào cái niềm hạnh phúc chung, niềm vui chung khi mà bạn từng bước xây dựng ước mơ của mình. Bây giờ cái việc mà bạn tăng gấp đôi cái khả năng tiếp xúc với sự tích cực của người khác một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp sẽ giúp cho kết quả của bạn nó tăng gấp 4 lần đó. Nhưng mà vũ trụ muốn bạn hãy biết rằng cái sự nghi ngờ nó sẽ làm hỏng cái hoàn cảnh đẹp đẽ nhất của các bạn, làm hỏng cái kết quả các bạn. Hãy giải quyết những cái nghi ngờ của mình đi, nó cản trở các bạn đó. Hãy có một cái sự phát triển tài năng của mình và có sự hiên ngang để có thể tạo nên cái sự thành công độc đáo cho chính bạn. Hãy nắm lấy thời cơ và có sự phát triển một cách mạnh mẽ nhất, giống như một con phượng hoàng lửa trỗi dậy từ đống tro tàn vậy đó. Các bạn giống như một thiên thần, các bạn đang có sự gọi là được chắp cánh để có thể bay lên trời. Khi mà các bạn buông tay khỏi những cái neo của mình và không bị ràng buộc bởi sức nặng của nỗi sợ hãi nữa thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra cái xiềng xích, thói quen hay là niềm tin nào cần được cởi bỏ trước tiên. Đã đến lúc các bạn phải buông bỏ, giải tỏa những cái nỗi buồn, giận dữ hoặc là xấu hổ và trút bỏ những cái sự nghi ngờ và đồng thời thu hút tình yêu, thương bản thân của mình. Và sẽ có nhiều người yêu thương, trân trọng các bạn xuất hiện. Toàn bộ vũ trụ đang hỗ trợ cho cái sự trỗi dậy rạng ngời của tinh thần ngoạn mục của các bạn đó. Bạn không cần phải lao vào sự thành công nhanh chóng mà các bạn hãy tiến một bước nhỏ về phía trước. Cái sự kiên trì, nỗ lực của các bạn sẽ có được cái thành quả xứng đáng. Các bạn cần phải tạo một cái nền tảng vững chắc, chứ đừng có sự gọi là hấp tấp. Và đồng thời các bạn có thể xứng đáng có được rất là nhiều những cái thành công hơn nữa khi mà bạn biết chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho người khác. Bạn chia sẻ cho đi, bạn sẽ có khả năng tạo nên nhiều thành công để có thể có nhiều nguồn tài nguyên, nhiều kinh nghiệm nữa để có thể chia sẻ nữa. Ở đây mình thấy các bạn tốt hơn 1% mỗi ngày, nó sẽ giúp cho bạn có thể có một cái sự phát triển về kiến thức, tư duy, sự tiến bộ và xây dựng được cái kỹ năng của mình một cách vững vàng nhất á. Hãy kiên nhẫn, hãy cân bằng và đừng có liều lĩnh. Đừng có để bản thân của mình tốn quá nhiều năng lượng cho những điều không đáng. Hãy có sự tập trung vào điều mình muốn và nỗ lực từng bước một để tiến đến điều đó. Các bạn cần phải tạo nên sự thành công lâu dài, chứ không phải là một cái thành công gì đó kiểu như là mì ăn liền. Các bạn cần có một cái sự kết hợp đo lường giữa sức mạnh, năng suất và sự tĩnh lặng của mình để tạo nên cái thành công vững chắc như núi Thái Sơn nha. Và cuộc sống của bạn nó giống như một cái tấm gương thần thánh vậy đó. Trong tháng 9 này, bạn nhìn vào những điều tốt đẹp thì những điều tốt đẹp nó sẽ phản ánh vào trong cuộc sống của bạn. Cho nên là hãy cố gắng nhìn thấy những cái quan điểm tốt đẹp, những cái điều tốt đẹp ở người khác để cuộc sống của mình nó trở nên hiền hòa, trở nên tích cực, vui vẻ hơn. Hoặc là nhìn thấy những cái thành công của người khác và cảm thấy ngưỡng mộ hay gì đó thì có thể nó sẽ phản ánh, nó sẽ có sự đối chiếu cuộc sống của các bạn. Các bạn càng ngưỡng mộ người khác bao nhiêu thì có thể các bạn cũng sẽ tạo nên một cái sự thành công khiến cho người khác có sự ngưỡng mộ bạn bấy nhiêu. Còn nếu các bạn cứ nhìn cuộc sống này với những cái điều cảm thấy khó chịu, tiêu cực, thiếu thốn, cảm thấy chỉ trích, phản ánh gì đó, khó chịu gì đó thì sẽ càng có nhiều điều khó chịu nó vận vào cuộc sống của bạn hơn. Cho nên mình phải ý thức thay đổi cái suy nghĩ của mình, cái cách nhìn của mình trong mọi việc. Vũ trụ muốn nhắn nhủ điều gì với bạn trước khi bước vào tháng 9 biến đổi này? Wow, các bạn sẽ có khá là nhiều những cái niềm vui,
liên quan đến những cái sự hợp tác hiền hòa, hoặc là có thể các bạn cũng sẽ có những cái sự bạn nào có làm những công việc mà liên quan đến hợp đồng giấy tờ gì đó, có thể bạn sẽ có nhiều cái hợp đồng hơn ha. Và các bạn cần phải tạo cái mối liên hệ tốt với mọi người, cân bằng, nhẹ nhàng, vui vẻ, hòa đồng thì sẽ giúp cho ích cho công việc của bạn, là bạn sẽ kiếm tiền nhiều hơn chính nhờ vào cái khả năng giao tiếp, ứng xử khôn khéo của các bạn đó. Ở đây cũng là thời điểm các bạn nên có sự đào sâu nghiên cứu khả năng ăn nói, sự gọi là nhạy bén trong kinh doanh, và đầu tư đào sâu kiến thức cũng như tận dụng cái trực giác của bạn để bạn có thể tạo nên thành công lớn. Ở đây mình thấy có thể là bạn cũng phải có sự cân bằng. Khi mà bạn có sự cân bằng, bạn sẽ tạo ra những cái điều kỳ diệu, những cái phép màu á. Khi bạn cân bằng thì bạn mới có thể tập trung, và khi bạn tập trung thì bạn có thể gọi là biến ước mơ trở thành sự thật. Kiểu vậy. Ở đây mình thấy có thể là các bạn cũng có được cái sự vững vàng hoặc là giữ gìn được cái tài chính của mình, hoặc là tiền bạc của mình không có bị sức mẻ, hoặc là không có bị gọi là thất thoát quá nhiều. Khi bạn bạn đã biết khôn khéo trong cái việc chi tiêu hợp lý ha. Ngoài ra thì có thể cũng có nhiều điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Hoặc là một số bạn ở đây có thể bạn sẽ có sự kết nối rất là nhiều với trẻ em, hoặc là bạn có thể là nên gọi là gắn kết hoặc là dành thời gian nhiều với con trẻ hoặc là con cháu của mình, dạy dỗ, hỗ trợ, giúp đỡ để nó có thể là có được một cái sự trưởng thành về mặt tư duy, nhận thức đúng đắn và có những hành động đúng đắn, trở thành một cái người tốt, có ích cho cộng đồng. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể bạn có những công việc mới liên quan đến vấn đề về giáo dục, hoặc là vấn đề về kinh doanh, hoặc có khả năng là về sáng tạo, mình thấy là như vậy. Thì cứ thực hiện những điều mà mình được khao khát, mình được thôi thúc thôi. Các bạn sẽ được dẫn đi đúng đường và các bạn sẽ thành công trong lĩnh vực đó. Và ngoài ra phải chú trọng cái vấn đề ăn uống trong thời điểm này, đặc biệt là vấn đề những đứa trẻ đó. Ăn chín uống sôi đều cần thiết nha. Và mình thấy có thể là bạn có sự kết nối với hai người, một người mang năng lượng nam thì đây là một người có thể kiếm tiền rất là giỏi, có khả năng nhạy bén về tài chính, khôn ngoan và có sự ít nói làm nhiều. Và một người mang năng lượng nam nữa, đây là một người sống tình cảm, nhân ái, nhẹ nhàng, ấm áp, lãng mạn, yêu thương. Thì có thể đây sẽ là những cái người hỗ trợ về vấn đề tài chính hoặc là cơ hội để bạn có thể phát triển, hoặc là những người đồng nghiệp, những người hợp tác với các bạn. Ngoài ra có thể là những người chữa lành về sức khỏe, về tinh thần, thể chất. Bởi vì giai đoạn này mình thấy một số bạn có vấn đề về sức khỏe sẽ được chữa lành ha. Hoặc là bạn như mình nói, hãy quan tâm đến gia đình, người thân các bạn, vấn đề sức khỏe, đặc biệt là những đứa bé đó. Liên quan đến trẻ em ở đây, hoặc là có thể các bạn có khả năng làm trẻ hóa chính mình bằng cái lối sống lành mạnh hơn ha. Chú ý cái cách ăn uống kỹ lưỡng hơn, hoặc là tập thể dục, nâng cao sức đề kháng, sức khỏe của chính mình kiểu vậy. Khi bạn cân bằng, bạn có sự cân bằng, bạn không có sự chao đảo quá nhiều hoặc là lo lắng quá nhiều thì bạn sẽ kéo dài được tuổi xuân. Các bạn lo lắng nhiều quá, bạn căng thẳng nhiều quá, bạn mệt mỏi quá thì khiến cho bạn già đi trước tuổi đó. Và thời gian này các bạn không nên đầu tư mạo hiểm, các bạn nên tiết kiệm thì sẽ hay hơn nha. Một số bạn ở đây các bạn được ơn trên bảo vệ an toàn, cho nên các bạn không cần phải quá lo lắng, bất an, phiền muộn gì hết. Hãy trao phó những nỗi lo lắng của các bạn và tin tưởng cầu nguyện luôn. Những bước đi của bạn, những bước tiến của bạn luôn được các thiên thần dẫn đường, hoặc là chỉ dẫn cho các bạn biết làm điều gì đúng và thực hiện mọi thứ ra sao. Và ở đây mình thấy trong tháng 9 này, thiên thần Michael sẽ là vị thiên thần bảo vệ các bạn 24/7. Giúp đỡ các bạn tận tình hoặc là mọi lúc mọi nơi. Hãy cầu nguyện để Ngài có thể bảo vệ cho bạn và gia đình của các bạn khỏi những cái điều gì đó tâm tối, hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là những cái ảnh hưởng tiêu cực đến tác động đến cuộc sống của các bạn. Các bạn được an toàn, được bảo vệ rất là vững chắc, và giúp cho bạn có thể tạo nên cái sự thành công, và giúp cho bạn có thể buông bỏ nỗi sợ. Có thể một số bạn có tình yêu trong cái tháng 9 này đó. Và có thể có nhiều lựa chọn, đặc biệt các bạn nữ ở đây, hãy chọn cho mình một cái người có thể cho bạn cảm giác an toàn, hoặc có thể là một cái người đồng hành vững chắc cho tương lai ha. Và từ từ tìm hiểu chứ đừng có vội vàng, hấp tấp.
Hoặc còn một số bạn trong tình yêu có thể sẽ có một cái sự ngọt ngào ấm cúng. Và các bạn chính là cái người tạo nên cái sự ngọt ngào ấm cúng này khi mà bạn biết nhìn thấy điểm tốt ở đối phương và có một cái sự gọi là không còn phán xét hoặc là chỉ trích hoặc là khó chịu với đối phương của mình nữa. Bạn thể hiện như thế nào thì sẽ được đối phương thể hiện lại như vậy ha. Dường như các bạn có một sự đón nhận một cái làn gió mới, chiến thắng được chính mình, các bạn không có để bản thân của mình rơi vào cái trạng thái khó chịu, lo âu hoặc là cáu giận nóng gắt kiểu vậy, mà các bạn sẽ hiền hòa, biết cân đong đo đếm, biết gọi là nhẹ nhàng, biết tiết độ, biết điều chỉnh bản thân mình hơn. Ở đây ngoài con số 222 các bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều con số lập 1010 đó. Các bạn có thể lên Google search những con số thiên thần này hoặc là 1414 ha. Ở đây mình thấy các bạn được nhắc nhở là hãy có một sự tiếp thu những kiến thức, những kinh nghiệm hoặc là những cái lời khuyên hoặc là những cái sự cố vấn từ người khác, hoặc là cho phép bản thân của bạn được nhận à. Bởi vì điều này sẽ làm tăng cái trực giác năng lượng và khả năng cho đi của bạn cho người khác đó. Bạn cần phải có một sự cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại à. Khi các bạn cho đi nhiều quá mà bạn không biết dành thời gian cho chính mình thì các bạn đang dần gọi là khiến cho bản thân bị kiệt sức, kiệt quệ. Hãy cho phép bản thân của mình được người khác nuôi dưỡng, hỗ trợ, giúp đỡ các bạn. Và hãy chú ý đến hàng trăm món quà đơn giản mà bạn nhận được mỗi ngày. Thông qua bạn nhìn thấy vẻ đẹp thiên nhiên, hoặc là chứng kiến những cái khoảnh khắc cảm động tốt đẹp của người khác, hoặc của chính mình, hoặc là có sự ôm người thân vào lòng, vân vân. Hãy tỏ lòng biết ơn nhiều hơn. Hãy nói lời cảm ơn khi bạn nhận được những món quà trong cuộc sống. Bởi vì điều này sẽ giúp cho bạn có thể lấp đầy cái kho báu của các bạn, giữ cho cái dòng chảy thần thánh luôn mạnh mẽ ha. Và giai đoạn tháng 9 này hãy có nhiều thời gian để tĩnh lặng và lắng nghe nhiều hơn, ít nói lại. Giải phóng những cái cảm giác tội lỗi khó chịu và giải phóng những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là buông bỏ những con người tiêu cực quá ha. Hãy cầu xin sự giúp đỡ nhiều hơn trong thời điểm tháng 9 này, bởi vì bạn sẽ nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ ơn trên. Bạn có quyền tự do ý chí, chỉ khi nào các bạn cầu xin các ngài mới có thể giúp được thôi. Các ngài tôn trọng cái quyền tự do các bạn. Và hãy biết rằng bạn đang trong một cái quá trình, một cái chu kỳ học tập mà nó đang diễn ra, hoặc là cái quá trình chữa lành của bạn nó đang được diễn ra tốt đẹp. Một số bạn có thể có tin tức vui về con cái hoặc là người thân của bạn. Hoặc là có những vấn đề như nhận con nuôi hay gì đó thì có thể được thuận lợi. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.